Xin chào, Y tế Cộng tôi xin chào quý khán giả. Sau khi mẹ tròn con vuông, giai đoạn dược cạn khó khăn nhất đã qua. Bên cạnh chăm sóc bé yêu, thì gì quan trọng và cần thiết nhất giai đoạn sau sinh đó là ổn định sức khỏe cho người mẹ. Ngày nay có những cách thức chăm sóc nào hiện đại nhằm giúp các mẹ nhanh chóng hồi phục sức khỏe, hồi phục tinh thần và vóc dáng một cách tốt nhất. Đó sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. Sau khi dược cạn thành công, người mẹ sẽ bị mất sức, mất máu và cơ thể sa sút. Nên việc chăm sóc ba mẹ sau sinh hay chăm sóc giai đoạn hậu sản cũng quan trọng không kém giai đoạn mang thai và giai đoạn dược cạn. Những lưu ý gì trong giai đoạn này, chuyên gia sẽ giải đáp ngay sau đây cho chúng ta. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu xin chào. Tôi là cử nhân điều dưỡng phụ sản. Đỗ Thị Thí Liễu là điều dưỡng trưởng khoa nội trú sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thì hôm nay cũng rất là vui có thể đồng hành và chia sẻ với gia đình về những cái trải nghiệm chăm sóc phục hồi sau sinh đối với các mẹ sau sinh tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Về những cái mặt chăm sóc về y tế như là theo dõi sự cơ hội tử cung, về sản dịch, hỗ trợ về nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, hoặc là chăm sóc huyết mai đối với những sản phụ sinh mổ, thì Bệnh viện Phương Châu chúng tôi cũng luôn quan tâm chú trọng đến những cái phục hồi chăm sóc về thể chất cũng như là tinh thần trong những ngày đầu sau sinh. Đó là những cái bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ chất, hoặc là xong phục hồi sàng chậu sau sinh để cho các sản phụ để là tống sản dịch và tránh nhiễm khuẩn, hoặc là vì ngâm chân để giảm sự phù nề cho các chị. Bên cạnh đó có gội đầu về thảo mộc thì để giúp cho các chị cảm thấy thoải mái, thư giãn trong những ngày đầu nằm viện. Đặc biệt là phục hồi sự tự tin cho những người phụ nữ tươi khỏe, giảm sự tự ti trong những thay đổi về cơ thể sau sinh. Đó là chăm sóc phục hồi về làn da để đảm bảo an toàn trong quá trình mang bầu và sinh nở. Bên cạnh đó có thể hỗ trợ cho các chị về massage thông tắc tia sữa bằng máy. Xin cảm ơn chị Thúy Liễu. Câu chuyện đầu tiên đó là bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ chất. Quan niệm dân gian ngày xưa là bà đẻ cần ăn thật nhiều thịt kho, mà kho phải thật mặn và để thật nhiều tiêu, hay cần kiêng khem rất nhiều món. Vậy đâu là thực đơn dinh dưỡng chuẩn bị cho một bữa ăn? Nhân vật đặc biệt sau đây sẽ thông tin chi tiết hơn. Xin tự giới thiệu, tôi là xe đẩy thực phẩm do các chuyên gia Hàn Quốc tạo nên. Nhiệm vụ của tôi là giữ nhiệt cho thực phẩm trong thời gian chở vận chuyển để giao cho các mẹ. Để bữa ăn giữ được hương vị và dinh dưỡng một cách tốt nhất, một bên tôi sẽ giữ nóng cho các loại thức ăn chính và một bên giữ lạnh các món thức uống và thức ăn tráng miệng. Những người bạn bữa ăn bên trong tôi được thiết kế đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho người mẹ sau sinh thường lẫn sinh mổ từ các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng. Bên cạnh món chính như canh, mặn, xào sẽ có thêm sữa đậu nành, sữa công thức, phong phú nhiều loại trái cây cung cấp vitamin thiết yếu. Các mẹ chỉ việc hưởng thức thôi, mọi việc còn lại hãy để tôi lo nhé. Đồ ăn là chuẩn, dưới do ai cho ăn thịt theo được đơn, không ăn thì mình đổi được nhưng mà rất là ngon. Chứ ở đây cũng kén ăn lắm đó, mà ăn được là biết rồi đó. Ngon lắm, đồ ăn rất là ngon mà vệ sinh nữa. Đúng giờ đem lên cho mình. Từ khâu ăn uống đến khâu mà nhân viên, đến khâu điều dưỡng, rồi bác sĩ, cái nào cũng là ok. Tận tình và chăm sóc chu đáo. Vợ ăn là đạt tiêu chuẩn ngon và đầy đủ dưỡng chất. Các mẹ thấy đó, cung cấp dưỡng chất và phục hồi sức khỏe luôn là mục tiêu của các hoạt động chăm sóc sau sinh cho mẹ. Nhiều giải pháp đã được cải tiến tiện và lợi hơn so với ngày xưa. Hôm nay là lần thứ hai sau cuộc sinh nở, chị Thư trải nghiệm dịch vụ xông hơi vùng kín, phục hồi sàng chậu và massage lưng. Cái này tôi thấy là tiện nhiều lắm, tại vì mình thứ nhất là mình tiết kiệm thời gian hơn. Ngày xưa theo cái truyền thống của mình thì mất nhiều thời gian hơn, chứ mà làm hơi cực so với cái này nhiều lắm. Những cái phương pháp này giúp mẹ bầu thư giãn như thế nào để có thể chăm sóc bé tốt hơn ạ thưa chị? Cái này thì tôi thấy nó là thoải mái cái tinh thần mình hơn. Nó giống như người ta nói sinh xong dễ bị bực bội rồi khó chịu, sinh ra khó khăn đó. Nhưng mà ở này mình vô mình ngồi mình thấy mình thoải mái cái tinh thần mình về, mình không có kháo gắt với người nhà, trước tiên là kháo gắt cái chồng trước. Liệu pháp này sử dụng nhiệt hơi nước từ các loại dược liệu thiên nhiên như trầu không, tràm, gừng, hồ tiêu, ngò, tần và địa liền để xông hơi. Nhiệt hơi nước nóng sẽ thúc đẩy lưu lượng máu đến các mô, từ đó tăng cường khả năng hồi phục cho người mẹ.
Về lợi ích của xong phục hồi sàn chậu sau xanh đó là chống viêm nhiễm, khử trùng và tránh mồ hôi, làm cho mẹ cảm thấy thoải mái, giảm căng thẳng, mệt mỏi, là giảm những cái triệu chứng về kinh nguyệt như là đầy hơi, chuột cúc hoặc là xuất huyết, kiệt sức, tái tạo về da và để xe kích dùng kính. Cảm giác được thư giãn, thoải mái và dồi dào sinh lực là những ưu điểm mà liệu pháp tắm hơi sauna mang lại. Các mẹ sẽ phần nào được giảm đau, giảm stress, giảm calo, giải độc và tăng cường khả năng miễn dịch. Nếu như quan niệm dân gian xưa kiêng kỵ gọi đầu sau sinh, thì nay nó cũng nằm trong danh sách các dịch vụ thư giãn. Cái đó còn phá dữ nữa, mê lắm, thích lắm, nó là ok luôn. Thích lắm, mới nhân vụ xã về nhà làm bắt làm giống vậy đi. Khỏe lắm luôn, nó khỏe nhẹ hơn lúc mới sinh ra. Lúc mới sinh ra thấy còn đau đớn mình sợ ha. Mà đi vô xong rồi ha, rất là thoải mái, không có bị chết nữa. Sữa cũng rất là có nhiều luôn. Thư giãn là yếu tố quan trọng để các mẹ có một tinh thần thoải mái, chăm sóc các bé sẽ tốt hơn. Không chỉ tập trung vào sức khỏe, các dịch vụ cũng hướng vào chăm sóc sắc đẹp cho các mẹ. Đây là giải pháp phục hồi sự tự tin cho người phụ nữ trước những thay đổi của làn da và cơ thể trong quá trình mang thai và sinh con. Hy vọng rằng là những cái chăm sóc toàn diện tại Phương Châu không những mang lại giá trị về mặt sức khỏe, về tinh thần, mà tạo thêm niềm tin, giảm sự căng thẳng về tâm lý của người phụ nữ sau sinh. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để hoàn thiện các dịch vụ chăm sóc một cách chu đáo, phù hợp với nhu cầu và đồng hành cho sản phụ để bước vào cái cuộc sinh nở một cách nhẹ nhàng, thoải mái và sẵn sàng tự tin trong những tháng ngày làm mẹ. Công nghệ hiện đại còn giải quyết vấn đề tuyến sữa của người mẹ sau sinh. Một tình trạng khá phổ biến của các mẹ là căng ngực, đau nhức. Trường hợp nặng xuất hiện nóng sốt, mệt mỏi do tắc tia sữa. Không ít mẹ thấy ám ảnh, sợ hãi khi phải can thiệp xử lý những vấn đề trên với việc massage bằng tay, trong khi bầu ngực đang căng cứng và đau nhức. Ngày nay, các cơ sở y tế đã triển khai dịch vụ massage bằng máy nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu, không đau, nhằm giúp người mẹ giải tỏa những cảm giác khó chịu, căng tức ngực sau sinh, cũng như kích thích tuyến sữa hoạt động hiệu quả. Các mẹ hãy yên tâm và tự tin là đã có rất nhiều tiện ích dịch vụ để hành trình nuôi con, hành trình phục hồi trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Chúc các mẹ và các bé sẽ thật khỏe mạnh và xinh đẹp nhé!